Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý dạng toán hàm trong hàm. Bạn lưu ý cho mình, đó chính là dạng toán hàm trong hàm này sẽ được sử dụng cho các bài toán, nhất là xác định số nghiệm. Của phương trình. Ví dụ ở đây như là phương trình f của fx bằng 0 có bao nhiêu nghiệm. Chẳng hạn như vậy, đó là ứng dụng thứ nhất. Ứng dụng thứ hai đó chính là các dạng toán của hàm hợp. Ví dụ như là xác định số điểm cực trị nè. Hoặc là tìm điều kiện để phương trình có bao nhiêu nghiệm, hoặc là bài toán tương giao hàm hợp. Thì cách để xử lý những dạng toán này đó chính là mình sẽ sử dụng phương pháp ghép trục. Đây, nếu như bạn nào chưa xem video ghép trục của mình thì mình để video ghép trục ở chỗ này thì các bạn có thể xem. Bây giờ mình sẽ bước vào bài toán tiêu biểu của dạng toán này. Và mình đến với bài đầu tiên thì mình thấy bài toán này thuộc dạng toán xác định số nghiệm của phương trình. Đầu tiên, để xử lý bài toán này mình sẽ đặt. Nó đặt chính là fx, cái lõi của nó bằng u. Vậy ta sẽ suy ra được là f của u chính là bằng 1. Bây giờ mình sẽ coi cái u là cái lõi. Bây giờ mình sẽ nhìn vào đồ thị. Bây giờ mình vẽ đường thẳng y bằng 1 cách tại 3 điểm. Khi mà chỉ khi hoặc là u bằng a với điều kiện là a bé hơn trừ 1, u bằng 0. Và trường hợp thứ ba là u bằng b với điều kiện là 1 bé hơn b và b nhỏ hơn 2. Rồi. Cách tại 3 điểm. Bây giờ mình giải tiếp ba phương trình này. Phương trình thứ nhất là u bằng a thì tương đương với lại fx bằng a. Khi nó vẽ đường thẳng y bằng a với điều kiện là a bé hơn trừ 1 thì phương trình có một nghiệm. Rồi tương tự, trường thứ hai là u bằng 0 thì tương đương với lại fx bằng 0. Thì nghiệm một phương trình này chính là giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx và trục hoành. Thì chúng ta thấy được nó cách tại 3 điểm phân biệt. Phương trình này sẽ có 3 nghiệm. Trạng thứ ba đó chính là u bằng b. Thì này tương đương với lại fx bằng b. Số nghiệm phương trình này bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx và đường thẳng y bằng b với điều kiện là b lớn hơn 1 và b bé hơn 2. Ta kể một đường thẳng y bằng b bất kỳ với điều kiện là 1 bé hơn b, bé hơn 2 thì ta thấy được các cách tại 3 điểm phân biệt. Thì phương trình này sẽ có 3 nghiệm. Vậy cộng lại có 1 cộng 3 cộng 3 sẽ được là có tổng cộng là 7 nghiệm. Vậy phương án đúng ở đây chính là phương án b. Đến ví dụ 2 mình thấy được bài toán này thuộc dạng toán tương giao hàm hợp. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng phương pháp ghép trục. Đây mình sẽ kẻ 3 cột. Đây mình kẻ 3 cột là x, cột u và cột fu. Bây giờ thì mình có như sau. Nó kêu là x, do x không có điều kiện mình sẽ cho x chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Rồi mình xét cái lõi là hàm số fx cộng 2. Thì khi hết là âm vô cùng thì cái lõi là fx cộng 2 thì nó cũng là âm vô cùng. Khi là dương vô cùng thì nó cũng là dương vô cùng. Rồi. Từ âm vô cùng đi lên 4. Rồi bây giờ mình cộng thêm 2 vào là ra 6. Rồi. Từ 6 nó giảm xuống trừ 2. Trừ 2 mình cộng với 2 nó lên 0. Rồi. Dương vô cùng là vấn đề yên. Rồi bây giờ mình sẽ điền các điểm cực trị của hàm số y bằng fx vào đây. Thì hàm số có 2 điểm cực trị là 2 và 5. Mình sẽ điền vào đây từ âm vô cùng lên 6 đi qua 2 điểm. 2, 5, 6 về 0 là 5, 2. Từ 0 đến dương vô cùng là 2, 5. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn vào bảng biến thiên. Bây giờ mình sẽ coi u là x và fu là fx. Bây giờ mình sẽ nhìn vào khi u ở âm vô cùng, có nghĩa là khi x ở âm vô cùng
thì fx vào âm vô cùng, thì u ở dương vô cùng thì mình nhìn vào thì nó cũng ở dương vô cùng. F2 bằng 4 đi lên 4. F5 bằng trừ 2 xuống trừ 2 đến đây trừ 2. F6 bằng 13 đi lên trên 13. F5 là xuống trừ 2. F2 là lên 4. F0 ở đây, F0 bằng trừ 11 đi xuống thấp nữa, trừ 11. F2 bằng 4 lên số 4. F5 bằng trừ 2, nó đi lên dương vô cùng. Thì bây giờ yêu cầu bài toán là tìm M để phương trình FU bằng M chia 2 có 3 nghĩa phân biệt. Thì dựa vào đây ta thấy được thì nó có 3 nghĩa phân biệt, thì mình thấy được rằng cái đường thẳng Y bằng M trên 2 này nó phải nằm ở đây, nó phải nằm ở dưới số trừ 2 này, và nó phải lớn hơn số âm 11, bởi vì ở dưới số âm 11 thì nó chỉ còn hai nghĩa thôi. Vậy tương đương với lại, hoặc sẽ trường hợp thứ nhất đó chính là trừ 2 lớn hơn m chia 2, và m chia 2 này lớn hơn trừ 11. Đây là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai đó chính là khi nó nằm ở trên đường thẳng y bằng 4 này, nằm trên đây, thì nó cách tại 1, 2, 3 điểm phân biệt, và nó phải bé hơn 13, nghĩa là 4 bé hơn m chia 2 và bé hơn 13. Bây giờ nó sẽ tương đương với lại, hoặc là trừ 22 bé hơn m và m bé hơn trừ 4, và đồng thời 8 bé hơn m bé hơn 26. Và mình đếm thử, vậy có tổng cộng là có 34 giá trị của m thỏa mãn. Vậy phương án chính xác ở đây là phương án D. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn ngay nhé.